chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Kính lại đấng thiên nhân sư, đại từ bi trí dung, nhân gian pháp giới hòa bình, đất trời nồng ấm yêu thương. Con quy kính dâng lên đấng pháp dân vô thường, hương hòa với định tuệ, sáng ngời bát chánh đạo. Con thành kính chắp tay sen, một lòng son tinh tấn, nương theo chánh pháp Phật Đà, tâm từ chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư khởi niệm A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cùng thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tòa. Xin mời toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng ta đồng ngồi xuống trong sự trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay lại một lần nữa nhân khóa tu một ngày an lạc, lần thứ ba chúng con được cung đón Đại Đức Giảng Sư quay trở lại với đạo tràng. Xin đạo tràng hãy vỗ một tràng pháo tay thật lớn để cúng dường Đại Đức Giảng Sư. Hiện diện trên pháp tòa chúng ta chắc cũng biết rất nhiều, đó là Đại Đức Thích Thiện Tuệ, trú xứ chùa An Lạc, đã về đạo tràng chùa Minh Hiệp, lần này là lần thứ ba. Và chúng ta còn nhớ là những cái bài pháp nhân quả hên xui, rồi là gì đó nhớ, nỗi nhớ đó không. Bữa nay chúng ta lại một lần nữa được cung đón Đại Đức Giảng Sư, và giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu thời pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chủ Trì chùa Minh Hiệp. Con xin đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con cảm ơn quý ngài đã sắp xếp và tạo duyên lành cho con hôm nay được trở về đây trước đảnh lễ Tam Bảo, sau có một thời pháp gửi đến quý Phật tử. Kính thưa quý Phật tử thân mến, như lời thầy chủ trì nói, đây là lần thứ ba thầy trở về tại chùa Minh Hiệp của mình. Hồi nãy mà lúc ban cung nghinh á, đang cung nghinh thầy lên, thầy dự định trong lòng á là thầy sẽ hỏi là đố quý Phật tử lần trước thầy về đây thầy giảng bài gì, thấy không? Hồi nãy thầy chủ trì hỏi mất, nói mất tiêu rồi, cho nên chứ thầy biết là quý vị không phải nhớ đâu, không phải không? Có nhớ lần trước thầy giảng bài gì không? Bài gì? Nỗi quên. Bài nỗi nhớ. Thì qua cái bài nỗi nhớ đó đó, thì thầy cũng mong muốn quý Phật tử là để mà mình quên được những cái chuyện khổ đau, những cái chuyện phiền muộn, nói chung là những cái chuyện mà làm cho mình bế tắc hay là đau khổ trong cuộc đời á, thì có một người để mà mình nhớ. Người ta có cái câu đó là mai sau anh gặp một người đẹp hơn người ấy, đẹp hơn người cũ anh thời quên tôi. Đó, cái tâm lý chung là vậy đó. Mai sau anh gặp một người đẹp hơn người cũ anh thời quên tôi. Cái tâm lý chung là vậy. Cho nên thầy biết vậy, cho nên thầy giới thiệu đến quý Phật tử một người
mà đẹp nhất cuộc đời này luôn, không có ai đẹp hơn nữa. Đó là ai? Đức Phật. Cho nên đại ý lần trước là thầy giới thiệu quý vị, để quý vị nhớ một người là nhớ Phật. Mà hình như thầy thấy cũng quên hoài, phải không? Nói chứ cũng quên hoài. Nhưng mà nhờ vậy á là mình mới tu. Hồi nãy trên đường thầy đang đi ra đây á, thầy có ghé quán nước. Thầy buồn ngủ quá, thầy ghé quán nước á, thầy thì không có uống cà phê. Nhưng mà ghé quán nước á mà nói cô ơi bán cho thầy ly cà phê đen sữa mà cà phê nhiều hơn. Đại ý là thầy uống cho thầy tỉnh ngủ, lái xe ra đây giảng. Đó thì trong lúc người ta làm cà phê cho thầy uống á, thì có một cô Phật tử của bên Mỹ á, cô gọi về cho thầy. Cô nói chuyện, cô thưa thầy vài chuyện, thì trong đó cô hỏi thầy câu thế này: dạ thưa thầy, quý thầy tu như vậy có khi nào quý thầy giận không? Thầy nói như vậy nè: nếu không giận thì tu làm cái gì? Không, nói nếu mà không giận thì đâu có tu nữa. Không giận thành Phật thành Thánh mất tiêu rồi. Tại vì cô nói là tính con nóng nảy bực bội lắm thầy. Con mà nóng nảy cũng bực nóng thẳng à. Nói vậy con biết con cũng tổn phước, con mang khẩu nghiệp. Cái cô mới hỏi vậy, con thấy quý thầy, con thấy hỏi thầy là thầy tu thầy còn giận không? Thầy mới không giận tu làm cái gì. Có nghĩa là mình đang tu, tức là mình vẫn còn giận còn buồn chứ. Nhưng mà sao? Từ từ mình chuyển, đó, chuyển nhanh hay chậm á là do cái cách mình công phu thực tập và đúng pháp, đúng lời Phật dạy. Thì thầy rất vui là hôm nay á là lần thứ ba thầy trở về với chùa Minh Hiệp của mình. Lần đầu á thì thầy giảng cái bài nhân quả hên xui á, thì thầy nhớ giảng trong cái chánh điện lụp sụp lắm, dễ thương lắm. Thì thầy ngồi ở đây, phải không? Thầy nhìn quý Phật tử ở đây nhưng mà tút bên kia là cũng có người ngồi bên kia. Lâu lâu á thầy liếc qua bên kia, thầy phải nghiêng cái cổ qua thầy nhìn, phải không? Cái lần thứ hai thì về thì thầy giảng tại giảng đường này, và lần thứ ba này về thì Phật tử lại đông hơn nữa, vài trăm quý Phật tử ngồi đây, thầy rất là mừng. Tại vì là trong cuộc sống này giống như mình sống giữa cái dòng thác, cái dòng thác cuộc đời nó đánh nó trôi mình đi dễ lắm, giữa cái vòng xoáy cuộc đời có nhiều chuyện mình không có muốn khổ nhưng mà mình cũng khổ thôi, có nhiều chuyện mình không có muốn làm mình vẫn làm thôi à, có những chuyện mình không có muốn mình biết nó là tội luôn mà mình vẫn phải làm được. Cay nghiệt như vậy, nó khắc khe như vậy đó, nó trái ngang lắm. Thì đáng lẽ là cái bài pháp này á là thầy định qua Tết mới giảng, nhưng mà vì rồi á nhân duyên có một cái câu hỏi. Cái câu hỏi này là của một cái anh luật sư, anh ta ở Vũng Tàu á, anh ta mới hỏi thầy qua cái mail. Tại vì các bài giảng của thầy có để cái số cái mail lại, tại vì một số Phật tử sau khi người ta nghe pháp xong á, người ta có cái số điện thoại hoặc là người ta có cái mail để người ta hỏi những cái điều thắc mắc. Thì thầy nhận được rất là nhiều cái mail, cho nên đó là khi mà đọc vào những cái mail đó hoặc là nghe những Phật tử chia sẻ những cái tâm nguyện của người ta hoặc là những cái tâm sự, những bế tắc của người ta, quý vị thấy cuộc đời này đúng là một cái chữ nghiệp thôi, nó vẽ lên muôn hình vạn trạng trong cuộc đời. Cho nên thầy nói thật nha, có nhiều người nói thầy ơi con khổ quá thầy, con khổ vì cái này cái kia. Thầy nói chưa có khổ đâu, chẳng có là gì chứ. Tại vì thầy đã nghe những cái chuyện quá khổ hơn rồi. Có cái anh đó anh buồn nói con khổ quá thầy ơi, cuộc đời này không ai khổ hơn con. Thầy hỏi chuyện gì vậy? Gia đình con đầy đủ ấm no hạnh phúc lắm, nhưng mà con muốn mẹ con đi chùa mẹ con không đi, mà con khổ lắm thầy ơi. Thầy nói anh hạnh phúc hơn cả tỷ người nữa chứ khổ gì. Thầy tưởng cái gì, phải không? Nghĩa là vì nghe được quá nhiều cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời á, mà thầy cũng cảm ơn. Nhờ nghe những cái nỗi khổ niềm đau đó nên thầy mới lấy những câu chuyện qua các bài pháp thầy kể á, cho nên thầy trở thành người nhiều chuyện là vậy á, là nghe chuyện nhiều thành người nhiều chuyện, nó có chuyện kể với Phật tử nghe. Đó thì cái anh luật sư đó anh gửi cho thầy một cái mail. Trong cái mail đó anh chia sẻ như thế này nè: con là một luật sư mà anh làm về cái mà khi hai vợ chồng mà ly dị á, là anh làm về cái đó gọi là luật sư chuyên về cái ngành đó. Thì anh mới cảm thấy rất là đau lòng, anh cảm thấy rất là đau lòng là tại vì càng ngày á cái tỷ lệ người ta chia tay ly dị càng nhiều, mà anh không biết, anh là một luật sư, dưới cái nhìn của anh á là anh có những cái lý giải của anh. Nhưng mà trong những cái người á, nó khổ nổi vậy nè quý vị, là trong những cái người mà tới mà kêu ảnh là làm luật sư để làm cái giấy tờ để mà ly dị á, thì đa phần là mấy cô là nhiều. Ảnh thì ảnh muốn khuyên là vợ chồng cố gắng hàn gắn với nhau, nhẫn nhịn với nhau một chút để làm cái gì, để mà kéo dài thêm những cái con đường này cho nó đẹp, rồi cho gia đình, cho hai bên,
rồi cho các con nữa. Nói chung là anh cố gắng, anh khuyến khích, nhưng mà đa phần cũng không có được nhiều. Với một phần nữa là trong đó những cái người tới mà nhờ ảnh làm về mặt giấy tờ thì có vài người lại nói nè, con có nghe pháp của thầy Thiện Tuệ, nói thầy ra luôn. Rồi anh mới tìm anh hỏi thầy, con có nghe pháp của thầy Thiện Tuệ thì người ta nói vậy nè thầy, và thầy đó nói với lại cái người mà tới vậy nè là hết duyên rồi, cho nên tôi phải ly dị. Giống như thầy giảng cái bài hết duyên xong rồi khuyến khích người ta ly dị vậy đó. Có nghĩa là quý vị đó nói là ví dụ như hai vợ chồng, ông luật sư cũng khuyên là thôi hai vợ chồng ráng hàn gắn với nhau nghe. Thì cô vợ có nói là hết duyên rồi. Rồi sao biết hết duyên, nhà thầy Thiện Tuệ giảng hết duyên rồi. Có nghĩa là ly dị, cuối cùng đem thầy nói thầy ra là lý do là chia tay là vì hết duyên. Mà hết duyên nghe cái bài pháp của thầy, thầy khuyên hết duyên rồi đừng làm khổ nhau, rồi giờ ra đây chia tay. Không nói nhưng mà âm thầm phía sau cũng có nói thầy hết duyên. Cái anh đó anh mới thắc mắc, anh mới hỏi là ủa thầy Thiện Tuệ thầy giảng bài hết duyên với những cái bài pháp về đạo vợ chồng, về cuộc sống như thế nào. Anh mới tìm cái bài pháp của thầy, thì anh mới tìm cái mail của thầy anh hỏi. Thì anh hỏi thầy vậy thì á, khi mà hai vợ chồng á, đến với nhau mà chia tay như vậy đó thì có nhiều cái lý do lắm. Thì anh hỏi thêm thầy là trong cái tinh thần mà của Đức Phật, trong giáo lý nhà Phật á, nhìn về cái vấn đề mà khi hai người đến với nhau á mà chia tay như vậy á, nó có những cái nguyên nhân gì. Hỏi bữa giờ mà thầy chưa có dịp để giảng, thì nhân duyên á, đúng cái duyên chiều hôm nay á, là về với lại đạo tràng của chùa Minh Hiệp á, thì thầy có đọc một cái bài kinh nó liên quan đến cái vấn đề này. Thứ nhất là gửi tặng đến cho quý Phật tử hôm nay, cũng như trả lời cái câu hỏi của anh luật sư đó. Nhưng mà rộng ra á, là qua cái bài kinh này á, thì chúng ta những cái người nghe sâu qua lại bằng phim ảnh á, thì người ta sẽ có cái câu trả lời. Đó là một cái bài kinh Đức Phật dạy cho mình bốn yếu tố. Bốn cái yếu tố này để hai vợ chồng sống hạnh phúc ngay trong đời này. Và nếu mà hai vợ chồng còn thương nhau, hài lòng nhau, muốn gặp nhau ở đời sau nữa thì đủ bốn yếu tố này đời sau gặp lại nữa. Đó, bốn yếu tố là để vợ chồng sống với nhau hạnh phúc trong đời này. Và nếu mà muốn gặp nhau ở đời sau nữa thì đủ bốn yếu tố này. Cho nên ví dụ như là mấy anh mà thương vợ quá ha, thương vợ quá, bà ơi tôi sắp chết rồi, kiếp sau tôi muốn gặp bà nữa, thì coi bốn yếu tố này có không. Có bốn yếu tố này, có yếu tố nào không đó, thì có thì kiếp sau gặp nữa. Và đây là Đức Phật dạy, cho nên á, trong cái bài pháp hôm nay thầy nói hai ý chính. Ý thứ nhất là bốn cái yếu tố này nó đem đến cái hạnh phúc cho vợ chồng hiện tại, và cũng bốn cái yếu tố này là cái duyên để cho kiếp sau mà mình muốn gặp mặt lại cái người đó. Đó là trong cái tinh thần nhỏ là trong một gia đình vợ chồng, nhưng rộng ra thì lát nữa quý vị nghe về bốn cái yếu tố này chúng ta có thể ứng dụng trong bạn bè, trong anh em, trong cuộc sống này, trong thầy trò, trong các mối quan hệ, để từ đó chúng ta có nhiều hạnh phúc hơn. Thì cái bài pháp này thầy định đặt cái chủ đề là bốn nhân duyên để gặp lại nhau kiếp sau và có hạnh phúc kiếp này. Mà cái đề nó dài quá, suy nghĩ biết đặt sao cho nó gọn nữa. Thôi lấy đặt cái đề cho nó gọn gọn chút ha, là bốn nhân duyên để ta gặp lại nhau kiếp sau. Mô Phật xin gửi đến đại chúng cái bài pháp thoại. Đó, thì bây giờ trên tinh thần ha, thì giờ thầy trả lời, coi như là thầy sẽ trả lời cái câu hỏi của cái anh luật sư đó như thế này. Hai vợ chồng đến với nhau á, thường thường quý vị thấy nè, có nhân duyên với nhau không? Có không? Là vợ chồng gặp nhau là có nhân duyên với nhau hết đúng không? Là chia tay cái là hết duyên đúng không? Gật đầu luôn hả? Chồng biết hết duyên. Ví dụ bây giờ ông chồng, ông lấy vợ phải không? Ông lấy người vợ xong, ông về ông đánh vợ, ông chửi vợ, ông đi cả ngày cả đêm đối xử với vợ không ra gì hết á. Cái xong á, ông hết thương vợ, ông nói về em chia tay đi. Người vợ hỏi sao? Anh lại chia tay em rất thương anh mà, hết duyên rồi. Nghĩ sao đối xử với người ta như vậy rồi nói hết duyên. Có nhiều người lấy cái lý do nghiệp, cái gì cũng nghiệp hết trơn á. Con nghèo lắm thầy ơi, cuộc sống con nghèo lắm. Hỏi sao nghèo vậy? Con đi làm gì cho nghiệp con, nghiệp nghèo. Không đi làm sao giàu nổi. Không, có gì cũng nghèo bệnh á. Thầy ơi con bệnh trúng gió hoài, nghiệp con bị trúng gió. Thầy hỏi sao bị trúng gió vậy? Thì con yếu mà con ra gió, con không trúng gió mới lạ. Không đổ thương cho nghiệp được. Thấy không? Mà nói về nhân duyên này nè, nhiều người lấy cái lý do nghiệp lắm. Nghĩ sao mình ở với người ta, mình đánh mình chửi người ta không à. Cái người ta chịu hết nổi, người ta nói chia tay. Chia tay nói số tôi, nghiệp tôi vậy đó, vợ tôi bỏ tôi mồ côi vợ. Bỏ vợ, vợ bỏ xong hỏi lý do. Thì mình nói là cái nghiệp mình vậy, nhưng không phải. Dĩ nhiên đó là
lát nữa thầy sẽ phân tích là có hai cái yếu tố chính. Một cái ảnh hưởng là cái nhân duyên, cái duyên nghiệp từ trong quá khứ. Cái thứ hai là cái cách mình hành xử ở trong cái đời này, cái đó mới quan trọng. Rồi thầy, giờ thầy sẽ trả lời sơ sơ thôi nha, chứ thật ra thì để mà nói hai người đến với nhau mà hạnh phúc á, thưa quý vị, là để xây dựng cái hạnh phúc khó lắm. Cho nên thầy hay nói vui vui, mấy Phật tử á, mà thầy đi giảng các đạo tràng á, ai mà lập gia đình rồi thôi thầy không nói, thầy nói cố gắng duy trì nha, sống đến ngày đầu bạc răng lung lay nha. Đầu bạc răng lung lay mà thầy thấy nhiều lắm, đầu chưa bạc răng chưa lung lay mà dép nó bay, guốc nó bay trước rồi. Không, guốc nó đâu có bay được, dép đâu có bay được, nhưng mà về với nhau thì dép, guốc, nồi niêu son chảo không cánh nó cũng bay được nữa. Có thầy đó kể lý do thầy xuất gia á, là hồi nhỏ thầy đi học, cô nói con chim bay, con bướm bay, con cò bay, máy bay bay, phải không? Dép có bay được không? Không. Nồi bay được không? Không. Ly bay được không? Không. Nhưng mà thầy về nhà, thầy thấy gần nhà thầy dép nó bay, guốc nó bay, ly nó bay, nồi nó bay, mà nhìn nó đâu có cánh đâu mà nó cũng bay. Lý do là hai vợ chồng khi chửi nhau là mấy cái đó nó mọc cánh nó bay. Cái thầy nói ủa sao kỳ vậy ta, cô giáo dạy mình á là cái đó nó không bay được, mà tại sao mà bây giờ mình thấy nó bay mà. Đó, cho nên từ đó thầy mới giác ngộ không phải như vậy. Nên xin thưa quý Phật tử á, là để mà hôm nay thầy trò mình gặp nhau trong cái buổi pháp hôm nay á, cũng là nhân duyên rồi, thấy không? Tuy mình gặp nhau trong khoảng 2 tiếng, 1 tiếng mấy thôi, rồi mình không gặp nữa, nhưng mà âu cũng là cái nhân duyên nào đó. Hoặc là có thể mình chưa từng có duyên với nhau, nhưng mà qua cái bài pháp này để mình kết duyên với nhau, kết duyên trên con đường tu học, cùng làm đệ tử Đức Phật. Huống chi là những người trong cuộc sống này, chúng ta đi lâu dài với nhau, thành vợ, thành chồng, thì dĩ nhiên là trên cái quãng đường dài đó sẽ có rất nhiều cái gọi là cái thử thách, cái chông gai. Thầy hay nói với những Phật tử mà thầy giảng các đạo tràng trẻ, thầy nói là các bạn trẻ trước khi lấy chồng, trước khi lập gia đình, trước khi lấy vợ, phải hình dung giống như là mình đi vào thám hiểm, gọi là thám hiểm rừng rậm vậy đó. Rắn, rết, bò cạp, ếch, sư tử, có thể là coi như là cho mình nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hoặc là giống như mình đi thám hiểm đại dương thì nó cẩn thận, cá mập nó cắn mình bất cứ lúc nào. Nên thầy hay khuyến khích là nếu mà vợ chồng đã lấy nhau rồi thì thầy thường khuyến khích đó là cái người nam nên đi bước nữa, và người nữ cũng nên đi bước nữa. Nghĩa là người nam nên lấy một người vợ nữa, và người nữ nên lấy một người chồng nữa. Thì như vậy á, mình mới dễ có hạnh phúc lâu dài. Hỏi sao kỳ vậy, hai vợ chồng con đang sống hạnh phúc tự nhiên thầy kêu đi bước nữa. Người ta hiểu như thế này nè quý vị, mình lấy một người vợ, quý vị thương vợ cỡ nào, lấy một người chồng thương chồng như cỡ nào đi nữa, nhưng mà ông chồng đó còn buồn giận không? Còn không? Trả lời thiệt đi, còn không mấy cô? Còn không? Còn sao không còn? Người vợ đó còn buồn giận không? Còn. Thứ hai, mình có thương vợ thương chồng mình cỡ nào đi chăng nữa, rồi vài chục năm sau thì sao? Thì sao? Cũng phải đến lúc mà chúng ta trở về ba tấc đất thôi, đúng không? Đi với nhau cùng lắm được mấy chục năm thôi. Nhưng nếu quý vị cưới một người vợ nữa, cưới một người chồng nữa, cái người đó đi bên cạnh quý vị hoài, không bao giờ bỏ quý vị. Có một lúc nào đó quý vị buồn quý vị bỏ thôi. Đó là gì? Đó là chánh pháp, là lời Phật dạy nha. Đó là quý vị cưới một người vợ, người vợ đi bên cạnh mình ở đây là chánh pháp. Là người chồng chánh pháp, chánh pháp ở bên cạnh mình, đi theo mình bên cạnh mình cả một cuộc đời này, thì quý vị mới có hạnh phúc được. Chứ sống mà đời sống mà không có chánh pháp để quý vị ứng dụng là rất dễ để cho mình khổ đau. Đó thì cái câu trả lời là thứ nhất, để cho hai vợ chồng có hạnh phúc, thầy khuyến khích là phải có một cái lý tưởng đẹp để mình đi theo. Mà cái lý tưởng đẹp đó đây á, đó là do mình biết cái cách để mà mình ứng dụng lời Phật dạy. Rồi tiếp tục trả lời cái câu hỏi của anh luật sư đó, phải nói thêm đó là do một cái điều nho nhỏ này nè quý vị. Thời hôm nay quý vị thấy nhiều người có dễ chia tay nhau, một phần là vì thức ăn á. Quý vị thấy nghe lạ không? Sao hạnh phúc của vợ chồng mà liên quan đến thức ăn? Nhiều khi cái người mẹ la đứa con á, tao nói thiệt mày á, tao sinh ra mày mà mày không giống tao gì chứ. Mẹ la con rồi đó, ông bố ông la đứa con, tao sinh ra mày mà mày không giống tao chút nào hết trơn. Mà thiệt, tính tình nó không giống cha, nó không giống mẹ nó. Một trong những cái gọi là cái bí mật phía sau, gọi là bí mật chứ chẳng ra chẳng có bí mật gì đâu,
nó liên quan đến cái thức ăn đó. Tại sao? Cái thức ăn nó tạo thành gì? Thức ăn nó tạo thành chất dinh dưỡng, nó tạo thành máu. Mà máu thì nó ảnh hưởng lên cái tư tưởng của mình. Cho nên bây giờ quý vị thấy không? Sáng chồng làm một nơi, vợ làm một nơi, con học một nơi. Ba người ăn ba cái thức ăn khác nhau. Ông chồng ăn thức ăn ở trong công ty, người vợ ăn thức ăn ở trong công ty, đứa con ăn thức ăn ở trong trường học. Cuối cùng là ba người ăn ba cái loại thức ăn khác nhau. Ăn ba cái loại thức ăn khác nhau thì tạo thành máu khác nhau. Mà máu khác nhau nên tư tưởng khác nhau. Hỏi sao tao sinh ra mày, mày không giống tao. Đó là chuyện bình thường. Tại vì cái ảnh hưởng cái tư tưởng khác nhau cho nên con không giống cha mẹ. Rồi hai vợ chồng ăn cái thức ăn khác nhau như vậy đó, rồi chính cái thức ăn khác nhau đó làm cho hai vợ chồng có những cái tư tưởng khác nhau luôn. Cho nên thầy khuyến khích ở đây á, nếu mà vợ chồng với nhau á, quý vị cố gắng tuy bận biểu công ăn việc làm gì đi chăng nữa, ráng phải có những bữa ăn chung với nhau. Phải có những bữa ăn chung với nhau để làm cái gì? Cái thức ăn chung đó nó tạo thành cái máu. Cái máu đó và nó ảnh hưởng cái tư tưởng, có những cái tư tưởng giống nhau. Tại vì không có những tư tưởng giống nhau á, mỗi người mỗi quan điểm. Hai người lấy nhau, quý vị thấy không? Người vợ, người chồng, mỗi người có cái tính tình khác nhau. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, mỗi tính tình khác nhau, mỗi sở thích khác nhau, mỗi sức khỏe khác nhau. Cho nên á, đến với nhau rất là để mà gọi là hòa hợp và để gọi là đi được cái đường dài khó lắm. Cho nên đó là ngoài cái yếu tố đầu tiên, hai vợ chồng đến với nhau là một trong những cái nhân duyên tiền kiếp ra, thì ta phải thấy cái hiện tại này nữa là liên quan đến cái thức ăn, liên quan đến cái sở thích, liên quan đến cái nghiệp của mỗi người, liên quan đến cái tính tình, liên quan đến đời sống nhiều cái lắm quý vị. Trong đó thầy nói hai cái chính thôi. Một đó là liên quan cái nhân duyên quá khứ, và cái thứ hai là liên quan đến cái hiện tại này. Mà cái gốc ở đây nè là liên quan đến cái hiện tại này quý vị. Liên quan đến cái hiện tại này. Bây giờ thầy nói, thầy kể quý vị nghe một câu chuyện. Cái ông chồng á, ông làm cái nghề thợ rèn quý vị. Ông làm nghề thợ rèn. Hôm đó ông mài ra một cái mà nó giống con dao. Cậu ông hỏi vợ ông là: em ơi, em thấy cái này giống con dao không? Cái cô vợ cũng mới nói: đâu, em đâu thấy giống con dao đâu, em thấy giống cái kéo à. Cô vợ thì nói giống cái kéo. Ông chồng thì nói giống con dao. Cái con chút xíu quá thôi. Mà hai người cãi nhau. Ông chồng nói cái này con dao chứ cái kéo gì. Bà vợ nói cái kéo chứ không phải con dao. Con chút xíu đó mà cuối cùng con dao kéo ra ầm chuyện lên hết trơn. Ông chồng nóng tính, ông giận quá, ông tới ông tát cô vợ cái. Anh nói với em cái này là con dao mà em sẽ cãi cái kéo vậy. Cô vợ ông đâu có hiền đâu, cũng chửi lại: em nói cái kéo chứ con dao đâu. Hai người cãi nhau rồi ông chồng giận quá, ông giết cô vợ, ông đánh. Thì cô vợ mới bỏ chạy ra ngoài. Ông dí theo. Ông dí theo một hồi. Ông nói là: em nói lại đi, cái này là con dao hay cái kéo? Cô vợ nói: cái kéo. Ông chồng nói: em nói con dao đi, anh không đánh em nữa. Cô vợ quay lại nói: cái kéo. Vậy đó. Không sao mà không lục đục. Xong chí hồ xong, quý vị biết không, tới cái hồ nước. Hồ nước sâu lắm. Tới hết chạy rồi. Cô vợ có đứng thở. Cô nói: cái kéo. Ông chồng nói: cái gì? Nói lại coi, cái gì đây? Kéo. Cô nói ngang vậy đó, ông chồng đang giận mà. Em mà nói cái kéo nữa anh đánh em á. Cô nói: cái kéo đó. Quýnh thêm cái nữa. Cái xong cô giận quá, cô nhảy xuống cái hồ luôn. Hồ nước sâu. Thì trong nhảy xuống cô đâu có biết bơi đâu. Đang ngợp. Còn em nói lại đi, em nói con dao anh cứu em. Nói: cái kéo. Không là không mà kéo là kéo, không có dao gì hết trơn á. Nên là mà gần chết rồi quý vị, mà vẫn là cái kéo. Trong cuối cùng á, một hồi cô vợ đó cứ bơi, cứ ngợp lên ngợp xuống thì cuối cùng bị uống nước, nói không nổi nữa. Thì lúc này ông chồng ông cũng muốn nhảy xuống cứu rồi, mà ông thấy bà này bà cứng đầu quá, cho bà chết luôn bây giờ. Chừng khi nào mà nó cái kéo tôi mới cứu bà thôi. Thì cuối cùng cô vợ cứ ngợp lên ngợp xuống, nước uống nhiều quá rồi thì cứ ngợp lên ngợp xuống. Ông chồng nói: em nói lại đi, cái này là cái gì? Con dao cái kéo. Em mà nói con dao anh à, em nói con dao đi anh mới cứu em, còn em mà nói cái kéo anh không cứu đâu. Lúc này bà uống nước nhiều quá rồi mà ngợp lên ngợp xuống, bà đâu có nói được ở đâu. Bà lằn xuống, bà ngóc đầu lên, bà nói không nổi nữa, bà đưa cái tay. Bà đưa cái tay làm sao? Là cái gì? Mẹ kéo. Bà chết cũng là cái kéo. Mày thấy chưa? Rồi cuối cùng câu chuyện nó không có gì hết trơn á. Câu chuyện nó không có gì hết, thật ra là cái gì? Con dao với kéo thôi, ngồi nói chuyện với nhau không. Vấn đề là ở chỗ mình thấy chưa,
Vậy là vợ chồng á, đến với nhau là đi được lâu dài là phải do biết thương nhau, biết san sẻ, biết lắng nghe, biết yêu thương, biết nâng đỡ, biết chờ đợi, biết nhường nhịn, biết cảm thông. Bao nhiêu cái lành đó nó giống như là mình tưới một cái cây, mình phải chăm sóc cho nó, cái tình thương yêu nó mới đi lâu dài được. Chứ không phải tự nhiên mà vợ chồng với nhau hạnh phúc đâu, khó lắm quý vị. Trừ, lát ta nói là trừ cái trường hợp nào mà vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Đó, cho nên thật ra vấn đề nó không có gì. Vậy thì á, khi mà xảy ra chuyện mà lỡ mình không đi được với người vợ, người chồng mình nữa, mình khoan hãy nói cái câu là hết duyên đi nha. Khoan hãy nói cái câu là nghiệp đi. Mà cái chính là cái gì? Chính là do cái cách hành xử của mình, lời ăn tiếng nói, cách hành xử của mình. Mình làm cho người kia buồn, làm cho người kia khổ, thì làm sao người ta sống được với lâu với mình được. Thấy không? Ông chồng về, trời, ông vừa bước vô nhà, quý vị biết ông vừa bước vô nhà, bà vợ bà quýnh ông tới tấp hết chân. Ông không biết cái gì mà bà vợ bà dữ lắm, quýnh tới tấp đến nỗi mà ông chồng muốn xỉu luôn, hàng xóm qua can luôn. Cái cuối cùng hỏi quý vị biết là cái gì không? Hôm đó ông kẹt xe, ông về trễ, bà bận nấu bếp với nhà bếp á. Bà nói con gọi ba coi sao ba chưa về con. Nó gọi 3 lần. Xong ấy, nó xuống nói với mẹ, mẹ ơi con gọi ba, ba không có bắt máy, có cái cô nào bắt máy á. Trời ơi, bà không có nghe gì hết trơn á. Ổng vừa về là bà quýnh ổng. Công nhận vợ này dữ thiệt chứ. Quýnh ổng hồi mà muốn xỉu vậy luôn á. Anh này cũng hiền ha. Quýnh xong cuối cùng về tới nhà, bà không nghe mà quýnh ổng trận xong. May ổng nói sao em quýnh anh như vậy. Anh nghĩ coi, tại sao cái điện thoại của anh mà em gọi á, cái bà nào bắt máy vậy? Nó có ai bắt máy đâu. Đâu con, lấy cái số điện thoại gọi lại cho số ba con coi. Vừa gọi lên, thê ba quý khách, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Máy ổng hết pin. Trời ơi, thì thằng nhỏ nó có biết gì đâu, nó có nghe là thê ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, tức là cái cô đó máy hết pin này, không có gì cho. Bà không có nghe, bà vô bà làm ầm ầm ầm, chuyện không có gì, cuối cùng ra đổ vỡ vậy. Cho nên quý vị thấy chưa, cần cảm thông, lắng nghe, hiểu nhau, chứ đừng có nói cái gì á là cũng do là nghiệp thì không đúng, mà do cách hành xử của mình, cách nói năng đó, cách suy nghĩ của mình, nó tạo nên cái hạnh phúc hay không. Và bây giờ đặt ra câu hỏi nha, cái này nhiều người hỏi nè. Dạ thưa thầy, con gặp người đó, làm sao con biết con có duyên với người đó từ tiền kiếp hả thầy? Thầy trả lời không biết. giống như là thầy là thầy bói không vậy? Có nhiều người nhắn nghĩ như thầy là thầy bói. Con lời cô đó gọi điện cho thầy, alo, xin thầy bói cho con quẻ đi thầy. Ủa, nói thầy đâu có nói thầy coi bói đâu. Con nghe thầy nói giảng về nhân quả rồi con tưởng thầy biết coi bói. Nhưng mà những cái câu mà quý vị hay hỏi nè, làm sao á con gặp người đó, con biết con có duyên với người đó thầy? Tại vì có người nói là bao nhiêu người con gặp á, con cảm thấy bình thường. Mà tự nhiên cái người đó con gặp xong cái á, con cảm thấy con bất bình thường. Tức là con, nhưng con thương người đó, con cảm mến người đó hay như thế nào đó. Thầy xin thưa quý vị, đã thầy chỉ cho quý vị nghe cái cách này. Để mình biết á, mình có cái duyên, mà trong cái bài này thì mình nói là cái duyên vợ chồng với người đó luôn hay không á, thì thứ nhất quý vị để ý vậy nè. Mình gặp cái người đó là mình cảm mến, mình thương người đó. Mà cái thương này á nha, không phải do cảm xúc nha. Không phải do cảm xúc, cái này mình phải lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe tâm mình mới hiểu được, mình mới thấy rõ được bằng cái trực giác của mình. Và hai cái người đó đến với nhau á, sống với nhau rất là hạnh phúc, và cả một cuộc đời là thường là chung thủy với nhau, đi đến có thủy có chung, có trước có sau, có nhân có hậu. Thứ hai là để biết hai người đó thường có nhân duyên trong tiền kiếp hay không á, là hai người đó trong tiền kiếp đã từng phát nguyện là kiếp sau sẽ chờ người đó, sẽ gặp người đó, sẽ chờ sẽ gặp. Và nếu như trong hai vợ chồng mà có một người mà mất trước thì phát nguyện như vậy, sống độc thân như vậy, chờ đến đúng gặp người đó đó thì mới lấy làm vợ hoặc là lấy làm chồng. Thì thường thường cái trường hợp này á, gặp nhau mà phát nguyện, mà nhất là biết sống theo lời Phật dạy thì rất là đẹp, và sống vậy rất là hạnh phúc. Và cuộc sống dĩ nhiên là nó sẽ có những cái trục trặc, nhưng mà nó không đáng, và sống đến nhau đến cả một cuộc đời này trọn vẹn thủy chung. Nhưng cũng có những cái trường hợp nha, có duyên với nhau trong quá khứ là vợ chồng,
nhưng mà gây cái ân oán cho nhau nhiều quá. Thì đời này cũng thương nhau, cũng lấy nhau đó, nhưng mà lấy nhau rồi gây khổ cho nhau. Và nếu như mà nằm trong cái nghiệp á, thì quý vị sẽ thấy cái điều này nè. Khổ thì khổ nhưng bỏ không được nha. Có những cái trường hợp này, nhiều khi á, quý vị biết không, cuộc sống này á, mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn một vấn đề đó, mình là người bên ngoài mà mình còn tức giùm cho người bên trong. Tôi nghĩ, tôi thấy sao chị ngu quá à? Chưa thấy ai ngu như chị luôn. Vừa đẹp, vừa giàu nè, vừa có học thức nè, đầy đủ điều kiện nè, không đi thương ai. Cái người giống như là môn đăng hộ đối, đi thương ngay cái anh đó, ngay cái đứa đó. Mà nó ngoan, nó hiền, nó đạo đức, cái gì không nói, nó quậy, nó phá nè, không nói, nó đánh chị nữa, đối xử chị không ra cái gì hết. Mà tại sao chị bỏ không được? Mình ở người ngoài mình còn thấy, mình còn bức xúc thay cho người đó nữa, đúng không? Nhưng thưa quý vị, có nhiều chuyện không phải như vậy đâu. Đúng thật là có những chuyện đó mình khổ vì những điều không đáng khổ, mà mình sao mình vẫn cứ muốn khổ. Có những chuyện không đáng khổ mà mình tự ôm ấp cái nỗi khổ đó, và mình vượt không qua cái nỗi khổ đó. Mà có những chuyện không có liên quan đến duyên nghiệp hết, nhưng vẫn có những chuyện nó liên quan đến cái duyên nghiệp mà đặc biệt đó nghe. Nếu mà mình nợ nần một ai đó, một cái ân oán nào đó, thì xin thưa không bỏ được cái gì. Không bỏ được. Tự nhiên cho đến một ngày nào đó hết duyên hết nợ, cái tự nhiên bỏ một cái rẹt à. Thì bỗng nhiên một ngày đó mình mới thấy lâu nay mình ngu vô cùng luôn. Phải dùng cái từ hơi nặng vậy chứ thật ra lúc đó mình thấy giống như mình u mê vậy đó. Mà đúng là còn duyên nợ, còn nghiệp phải trả cho người đó vậy. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng như vậy. Có những trường hợp mình chỉ cần nhìn cái vấn đề quay lại chút thôi, mình thấy nó thoải mái liền. Mà thầy á, bản thân thầy mình đi xuất gia, nhưng mà khi mà thầy đi giảng vậy đó, nhiều cái mail gửi về, thầy nói là 90% cái mail liên quan đến vấn đề tình cảm gia đình, 90% liên quan đến vấn đề tình cảm gia đình, rồi cái duyên nghiệp, rồi bệnh tật, rồi ăn gia trái chủ, rồi chuyện này chuyện kia gì đó, giống như là tư vấn về nhiều cái phương diện khác nhau. Nhưng mà thầy nói liên quan đến cái vấn đề về cái nỗi khổ niềm đau, mà nhất là về gia đình rất là nhiều. Mà đặc biệt người nào hỏi nhiều, quý vị biết không, nam hay nữ? Theo quý vị là nam nhiều hay nữ nhiều? Nam nhiều hay nữ nhiều? Chính xác, chính xác. Vậy là người nữ khổ hơn người nam, đúng không? Đúng không? Đúng luôn hả? Bữa nào có duyên thầy sẽ giảng cái bài là vì sao người nữ đi chùa nhiều hơn người nam nha. Hôm nay ở đây có nhiều nam, nam nhiều hay nữ nhiều? Đó, thấy có một số anh ở đây thôi, phải không? Quý vị phải biết trân quý và bảo vệ mấy anh nha. Đừng để mấy anh buồn, mấy anh không đi chùa nữa nghe chưa. Đừng có ỷ đông mà hiếp yếu nghe chưa, ỷ nhiều mà hiếp ít nghe chưa. Mấy người nam coi vậy đó, ít đi chùa á nha, đi chùa ít lắm. Mấy ổng không có giác ngộ thôi, mà ổng mà giác một cái là sao, giác tới nơi luôn à nha. Còn mình á, người nữ á, không phải chê, mà cái này thầy nói theo số đông là người nữ á đi chùa nhiều hơn nam. Tại vì sao? Tại vì người nữ là nghiêng về đời sống tình cảm nhiều hơn. Mà khi mình vào Phật pháp là mình tin gì? Tin Tam Bảo. Mà niềm tin nó thuộc về tình cảm. À, hiểu chưa? Cho nên là nói về vấn đề niềm tin thiêng liêng á, người nữ dễ cảm nhận nhiều hơn. Nhưng mà liên quan đến tình cảm á thì nó cũng dễ làm sao? Lũng củng, thay đổi, thấy không? Cho nên đi chùa nhiều nhưng mà sao? Bỏ chùa cũng nhiều luôn. Đi chùa cũng nhiều mà bỏ chùa cũng nhiều. Mấy ổng á, mấy ông nam á nha, không đi. Không đi là không đi luôn. Mà một khi mấy ổng giác ngộ, mấy ổng đi rồi đó là hạt lúa chắc không đó nha. Chắc chắc không à, phải không? Coi chứ bây giờ ở đây có 20 anh nam đi, 20-30 anh nam đi, với 200 cô nữ đi. Nhưng mà theo thời gian coi biết mấy cô ra vô. Chứ mấy anh mà đã theo rồi thôi, theo cuối con đường. Thì nó đa số thôi chứ không phải nói là tất cả. Giống như là mấy anh nam giống như là hạt lúa chắc vậy đó. Ờ mà nói hạt lúa chắc thì có nhớ đến một câu chuyện vui như thế này. Không biết thầy kể ở đây chưa, không biết. Bữa đó có cái thầy đó thì cũng đi giảng pháp. Thầy nói với Phật tử nè, tối hôm nay
thầy sẽ giảng một bài pháp. Bài pháp cực kỳ quan trọng. Bài pháp này á, quý vị nghe mà quý vị hiểu được á, là quý vị sẽ thâm nhập Phật chi kiến, quý vị sẽ trở thành một con người giác ngộ. Chính vì cái bài pháp này quá cao siêu, màu nhiệm, linh thiêng và tuyệt diệu như vậy, cho nên thầy phải giảng vào ban đêm cho nó linh. Giảng vào ban đêm. Ở vùng quê mà quý vị biết không, đâu có đèn sáng đâu. Đêm hôm đó, quý vị biết không, 500 người, cũng như đạo tràng mình ở đây cũng vài trăm người, 400-500 người phải không, về nghe thầy giảng pháp. Thầy dặn trước, trước khi giảng thầy đã nói trước rồi. Thầy nói cho quý Phật tử nghe trước, vì cái bài pháp này rất là cao siêu, màu nhiệm, linh thiêng lắm, cho nên thầy biết rằng sẽ có nhiều người không hiểu nổi đâu. Trong lúc thầy giảng sẽ có nhiều người đi học đạo, tức là đang giảng mà ngủ. Hiểu nổi ngủ. Thứ hai, có nhiều người thầy đang giảng bỏ về nửa chừng cũng không hiểu gì hết nên bỏ về, cho nên thầy biết trước, cho nên thầy nói trước. Đúng thật, quý vị biết, tối bắt đầu thầy giảng, giảng cỡ hơn nửa tiếng đầu người ta còn tập trung lắng nghe nha. Bắt đầu giảng gần một tiếng sau, có một số người bắt đầu giác ngộ, thấy cái gì ngộ ngộ thì giác, thấy không? Nhìn giác hết trơn, cái gì cũng giác, thầy nói là cái gì cũng giác, giác vậy nào, giác giác vậy. Thầy trên này thầy cứ tưởng giác ngộ, mà không phải, là đang ngủ. Ngủ theo nhịp điệu. Tại vì có lần thầy bị rồi. Thầy giảng cái gì thầy thấy cái cô đó cô gật hết trơn á. Thầy nói, ôi sao đạo tràng hôm nay không ai hiểu cho, mà thấy có cô này cô hiểu, cái gì cô cũng gật á. Lúc đó thầy mới bị cận sơ sơ. Xong thầy tập trung thì nhìn kỹ lại, thì ra cô đang ngủ gục. Mà cô ngủ hay lắm nha. Thầy giảng cái gì mà cũng gục, mà cô gục theo nhịp điệu á. Thầy hỏi cái gì cô gục cái. Thầy cứ tưởng là cô giác ngộ mà. Xong thầy biết cô ngủ gục. Thầy cũng giảng hồi xong, một số ngủ gục. Giảng hồi xong nữa, một số ngủ gục đó không hiểu gì hết, đi về. Một số đang giảng xong ra ngoài lấy dép bỏ vô cái bọc mang theo. Sư kỳ đang giảng cái bỏ dép vô. Họ lý do là để lát nửa chừng không hiểu đi về cho nó khỏe, phải không? Đúng rồi, thầy giảng nửa đêm còn nửa đầu tràng. Giảng đến gần sáng còn có 10 người, 20 người, 10 người, quý vị biết, giảng đến sáng luôn, giảng nguyên đêm luôn quý vị, còn đúng một người duy nhất. Quý vị thấy người này giỏi không? Nguyên một đêm mà ngồi nghe còn có một người. 499 người kia là hạt lúa gì? Lúa gì? Lép hết rồi. Còn có người này chắc à. Nghĩ sao giảng 500 người còn có một người. Thầy mà giảng đây 400 người mà lát còn có một người, chắc là xin hồi lần sau thầy cũng không dám xuống đây giảng nữa luôn. Thấy không? Đó thì đang giảng vậy còn có một người. Quý vị biết đó, thầy không có buồn. Trong lòng thầy nghĩ rằng nó nói chuyện nó vô thường, với thầy đã biết rồi. Cái bài pháp hay như vậy, sâu như vậy, đâu phải dễ hiểu đâu. Vì thấy Phật pháp dễ hiểu hay khó hiểu? Cũng dễ mà cũng khó, phải không? Ở cái cách mình tiếp nhận. Thì đối diện thầy là còn một người duy nhất, đó là một cô gái. Cô này nghĩ cũng khoảng ba mấy bốn mươi. Thầy mới nói là thầy cảm ơn cô. Nguyên một đêm trôi qua 500 người, duy nhất còn lại mình cô. Những người kia đã không hiểu được ý thầy nói, nên họ đã đi về, còn lại mình cô. Cô là hạt lúa chắc. Cô nhìn qua thầy, cô ngạc nhiên. Ủa chắc gì thầy? Thầy nói chắc cái gì? Con đâu biết lúa chắc lúa gì đâu, con đâu có làm về lúa đâu, con đâu có biết lúa gì đâu, thầy nói chắc gì? Chắc lép gì con biết. Cô lúa chắc tức là cô giác ngộ những gì thầy nói. Không, con có biết giác ngộ gì đâu. Thầy nói cả đêm đó thì thầy không nhớ, không hiểu gì luôn á. Thầy nói cả đêm không biết thầy nói gì luôn á. Không hiểu được một điều nào luôn á. Thầy ngạc nhiên, thầy ngồi đứng ngạc nhiên chứ. Chứ bây giờ thầy hỏi quý vị nè, thầy giảng cho quý vị nghe ha, 1 tiếng rưỡi. Mà nếu quý vị không hiểu thầy nói cái gì thì thường thường quý vị sẽ một là buồn ngủ đúng không? Hai là quý vị sẽ đi ra ngoài đúng không? Mà ở đây một đêm luôn mà cổ không hiểu thầy nói một cái gì hết mà cổ ngồi đến sáng. Lạ thì thầy cũng ngạc nhiên nữa. Cái thầy mới nói là ủa vậy là cả từ tối hôm qua đến giờ thầy giảng chuyện không hiểu gì hết trơn hả? Không, con đâu có hiểu gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Thì chị không hiểu cái gì mà tại sao chị lại ngồi đây, đến bây giờ người ta đi về hết mà chị lại ngồi đây. Trời ơi, con nói cho thầy nghe,
lúc thầy giảng 15 phút là con định đi về rồi. Nhưng mà con mới sực nhớ, tối hôm qua thầy giảng ở đây là trời khuya tối mà không có đèn, cho nên thầy mượn con cái đèn. Cho nên á, con định đi về 15 phút để đây cái đèn, tiếc cái đèn quá, thôi để con đợi thầy giảng xong rồi cho con lấy cái đèn con đi về. Trời ơi là trời, đau lòng quý vị thấy không, không có một người nào hiểu chân á, đau lòng. Quý vị đừng có đối xử với thầy như vậy nha, không có hiểu. Cho nên quý vị thấy không, thật sự để nói để hiểu được á, khó lắm. Khổ thì khổ vậy đó. Em nghe cái bài pháp đó đi, bài pháp đó hay lắm. Em nghe đi, em cho em bớt khổ. Thầy em chịu khổ cho em nghe đâu. Vậy đó. Có người hỏi thầy thế này: thầy ơi, sao mà số con đó là con nghèo, con làm gì cũng không có gặp thuận duyên với thầy. Thầy khuyến khích đi tạo phước đi, đi bố thí, đi cúng dường, đi làm phước đi, thầy có phước thì mọi chuyện nó tốt lành đến với mình. Nhưng mà thầy ơi, con tính con ích kỷ lắm, con không muốn đi làm phước. Thầy mới nói nếu mà mình ích kỷ, mình không đi làm phước á, thì mình ít gặp những điều lành lắm. Nhưng mà sao con khổ bây giờ, con muốn thoát qua cái điều, con muốn thoát qua cái điều khổ, con muốn được cái điều lành thì sao thầy? Thầy khuyến khích ráng đi làm phước đi. Dạ tính con ích kỷ lắm, con không đi làm phước. Không đi làm phước thì phải khổ thôi. Không muốn khổ, mày thấy không? Không muốn khổ nhưng mà không chịu đi làm phước. Không muốn hết khổ thì gieo duyên lành với chúng sanh không làm. Giống như cái nghịch lý vậy đó, giống như mình á, vô chùa mình cầu Phật, cầu đủ thứ cầu hết mà không đi làm phước thì không đi. Xin Phật phù hộ cho con đẹp nè, cho con giàu nè, cho con khỏe nè, cho con thông minh nè, cho con lấy được người chồng dễ thương chiều con nhất nè, thấy không? Cho con trúng số nè, cho con của con là học giỏi nè, đủ thứ cầu hết nhưng mà làm phước thì không làm. Thì hỏi làm sao mà có được? Đó là cái nghịch lý. Giống như quý vị mà tự quy y Phật, quý vị nhớ không? Tự quy y Phật thì tự quy y pháp là gì? Tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, phải không? Mình thì muốn trí tuệ như hải như biển, nhưng mà học có một câu không nhớ, không chịu học, hỏi làm sao trí tuệ như biển được? Con học một bài kinh đủ rồi, học có một bài đủ rồi, sao đòi trí tuệ như biển được? Nên quý vị thấy có những chuyện nghịch lý á, đây thầy nói ra để cho quý vị thấy là có nhiều điều trong cuộc sống của mình đó, mình muốn bớt khổ, mình phải học cái cách để chuyển hóa phiền não, để chuyển hóa những cái nỗi khổ của mình. Thì trong đó đó có bốn cái ý hôm nay thầy giảng. Cái bài kinh này á, Đức Phật dạy cho vợ chồng gia chủ Nakula. Hai vợ chồng này vì biết sống với nhau, thương nhau lắm, rất là thương nhau và hạnh phúc. Từ khi lấy với nhau, lấy nhau sống hạnh phúc, thương yêu nhau, hài lòng về nhau. Hôm đó Đức Phật mới đi ngang cái chú xứ của hai vợ chồng này. Hai vợ chồng này mới đảnh lễ Đức Phật, và hai vợ chồng mới thưa với Đức Phật là: chúng con thương yêu nhau như vậy, hài lòng về nhau như vậy, chúng con sống hạnh phúc ở kiếp này, và xin bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy cho con là như thế nào để những kiếp sau á, con gặp lại người vợ này, để kiếp sau á, con gặp lại người chồng này. Đó, thì Đức Phật mới giảng cái bài kinh này. Bài kinh này nằm trong Kinh Tăng Chi, chương 4 pháp Phẩm Nguồn Sanh Phước, Kinh Xứng Đôi. Đức Phật dạy bốn điều này, nếu hai vợ chồng mà có được bốn điều này thì sẽ hạnh phúc ngay trong đời sống này, và muốn gặp lại người đó ở kiếp sau thì hãy nhìn về coi có bốn cái điều này hay không. Quý vị muốn gặp lại người mà mình thương nha, muốn gặp lại vợ mình, chồng mình, thì quý vị coi thử bốn điều này là bốn điều gì. Bây giờ đưa tay từng ngón tay lên học thuộc giùm thầy luôn. Số 1 là đồng tính. Tính là niềm tin nha. Số 1 là đồng tính. Thứ 2 là đồng giới. Thứ 3 là đồng thí. Và thứ 4 là đồng tuệ. Đây là bốn điều mà vợ chồng
để được gọi là hai người xứng đôi vừa lứa với nhau, và để được hai người có hạnh phúc kiếp này và những kiếp sau. Và quý vị nhìn kỹ một chút, quý vị sẽ thấy Đức Phật rất hay khi Ngài dạy ở cái điểm này nè. Hai vợ chồng đến với nhau mà có những cái điểm này á, cái hạnh phúc này rồi, hạnh phúc đời này rồi, nhưng kiếp sau gặp lại nữa để tiếp tục thăng tiến. Vì thấy không? Tiếp tục thăng tiến trên cái con đường mà cao đẹp, trên con đường hạnh phúc này, và đến chỗ cao nhất á, là đến chỗ giác ngộ luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Và cái điều này, bốn cái điều này quý vị biết, Đức Phật dạy á, quý thầy thường hay nói trong cái lúc nào biết không? Trong lúc đám cưới á, trong lúc hai vợ chồng đám cưới á, là quý thầy hay nói về bốn yếu tố này lắm. Cái này gọi là cùng nhìn về một hướng á. Bây giờ nói đơn giản nha, bên này vợ, bên này chồng, hai vợ chồng đến với nhau mà không có những điểm cùng với nhau thì làm sao mà đi với nhau lâu dài được, phải không? Mình hay nói vui vui thế này nè, thương nhau không phải là ngồi đó nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Tức là hai vợ chồng phải có những điểm chung với nhau, mà những điểm chung đó là ở đây nè, là bốn cái điều là đồng tính, đồng giới, đồng thí và đồng tệ. Thì chung với nhau được như vậy đó thì mới đi lâu dài được với nhau. Bây giờ thầy phân tích từng điều một ha. Đồng tính. Tính ở đây là gì quý vị? Tính là gì? Tính là niềm tin. Hai vợ chồng phải có cùng niềm tin với nhau thì mới dễ có hạnh phúc trong đời này và gặp lại ở đời sau. Giờ thầy nói niềm tin chút. Niềm tin là sức mạnh. Có nhiều điều á, nếu mà mình không có đủ niềm tin mình làm không được quý vị. Và khi mình có niềm tin, giống như là mình có gì biết không? Giống như mình có sức mạnh vậy đó. Có nhiều điều bình thường mình làm sẽ không được đâu, nhưng nếu mình tin mình làm được thì sẽ được. Giống như là có một cái sức mạnh khi mà mình có cái niềm tin. Nhưng mà khổ nổi đây á, là mình phải xác định ở chỗ này nè. Niềm tin mà phải tin sao? Tin sao? Tin cho đúng. Cái khó là ở chỗ đó. Tin mà phải tin cho đúng, nói theo nhà Phật đó là chánh tín. Tin sai thì gọi là gì? Là tà tín. Phải không? Tin đúng. Hai vợ chồng muốn có hạnh phúc phải có cùng niềm tin với nhau. Mà cùng niềm tin ở đây là gì? Đó là cùng niềm tin về Tam Bảo, cùng tin Phật, cùng tin Pháp, cùng tin Tăng. Bây giờ thầy nói ví dụ, hai vợ chồng lấy nhau, bây giờ mình chưa không có phân biệt đạo nào đi, nhưng mà nếu giả dụ hai vợ chồng lấy nhau mà không có cùng niềm tin về tôn giáo á, quý vị thấy sống dễ có hạnh phúc không? Với lại hai người sống lấy nhau mà cùng niềm tin tôn giáo, cái nào dễ hạnh phúc hơn? Cùng tôn giáo dễ hạnh phúc hơn. Bây giờ mình đặt ra câu hỏi nhỏ nhỏ vậy thôi nè. Hai người hai tôn giáo khác nhau, đến mỗi thứ bảy người đi chùa, người không đi chùa, tại nhà mình thờ cũng thờ khác nhau, rồi sau này con sinh ra theo đạo nào, đúng không? Khó chưa? Đứa con sinh ra theo đạo nào? Rồi á, ở tại nhà hai vợ chồng có hai niềm tin khác nhau, rồi thực hành những nghi lễ khác nhau, những điều kiêng kỵ khác nhau. Rồi giả dụ sau này là ở một bên gia đình, bên chồng hoặc là bên vợ, có một cái đám tang nào đó, có một người thân nào mất đó, có những cái nghi lễ bên đạo này khác với đạo kia khác đạo này, đủ thứ lượng cũng phía sau. Nhiều khi mình nói vậy nè, đạo ai nấy giữ, được không? Được đi. Ví dụ như quý vị là một Phật tử, quý vị lấy một người khác đạo, cùng lắm á, là phải đạo ai nấy giữ nghe chưa, không có được bỏ đạo. Bây giờ thầy nói, bây giờ quý Phật tử đặt lại câu hỏi, tại sao lại không được bỏ đạo? Giờ thầy hỏi quý Phật tử nè, bỏ Phật có tội không? Có không? Vậy là Phật là thần linh nữa, sao có tội? Bỏ Phật có tội không? Không có tội. Phật đâu phải là thần linh ban phước giáng họa đâu mà có tội. Quý vị đến với Phật, Phật có nói con đến đây con tin ta không? Không.
mình tự đến với Ngài, đúng không? Tự tin Phật. Vì sao mình tin Phật? Vì mình thấy Phật dạy cho mình cái điều cao đẹp, cái con đường lành, con đường đẹp, con đường giác ngộ giải thoát, con đường hạnh phúc, nên mình đến với Phật. Nhưng Phật không có ban phước giáng mạng cho mình. Phật chỉ đây là thế gian, đây là con đường thế gian, đây là con đường niết bàn, đây là con đường hạnh phúc, đây là con đường khổ đau. Mình thích thì mình đến, mình thích thôi, mình thích đi con đường nào mình đi. Cho nên Phật không phải là ban phước giáng mạng cho mình. Nên nếu quý vị bỏ Phật, quý vị không có tội. Thầy xin nói lại nha, không có tội. Nhưng một người mà dạy cho mình cái con đường cao đẹp đó, mình có nên bỏ không? Đúng không? Cho nên có nhiều người nói vậy nè: bây giờ con thương anh đó quá, con thương chị đó quá, con bỏ đạo của con theo người đó. Vì đạo của người đó nói là người đó không bỏ đạo được. Thầy nói ví dụ vậy, thì mình đặt lại câu hỏi nha. Cái người đó nói là người đó không bỏ đạo được, vậy sao mình bỏ đạo được? Khi mà mình nói về vấn đề niềm tin á, là nói về cái gì đó thiêng liêng, bền bỉ, thiêng liêng, sâu sắc. Và cái niềm tin của mình dâng lên Đức Phật á, không phải là một kiếp đâu nghe quý vị. Nó là nhân duyên lành cho ta nhiều kiếp nữa. Nên đừng vì một việc gì đó trong đời này mà mình bỏ Phật, nghe không? Thầy xin nhắc lại là bỏ Phật không có tội. Nhưng mà có nên bỏ hay không? Thấy không? Cho nên nếu mà mình nói con thương người đó quá, con bỏ đạo, bỏ Phật, thì xin thưa quý vị, cái điều mà thiêng liêng nhất trong mình mà mình còn bỏ được thì cái lòng tự trọng của mình nằm ở đâu? Thấy chưa? Mà cái người á, mà sẵn sàng bỏ cái điều thiêng liêng nhất đi theo mình á, thì coi chừng bữa nào người ta cũng bỏ mình luôn đó. Đúng không? Bây giờ người ta nói thương người đó quá, người ta theo, mà người ta bỏ một cái điều thiêng liêng nhất của người ta còn bỏ được, thì bữa nào người ta bỏ mình một cái rẹt thôi. Đó. Cho nên ở đây điều này á, nó là sự thật, nó là như vậy. Nên hai vợ chồng á, để mà đến với nhau mà có niềm tin, cùng với nhau một niềm tin á, dễ có hạnh phúc hơn. Với lại thầy nói, người đó là bây giờ con lỡ thương người đó rồi sao? Khác đạo với con, khác niềm tin với con. Cho nên thầy nói từ đầu, từ đầu, ngoài cái chuyện tình yêu gia đình ra, nó còn rất là nhiều việc khác nữa. Nếu mình có duyên với nhau, từ đầu mình xác định đi là có cùng niềm tin hay không. Không cùng niềm tin, sống với nhau 5, 10 năm sau, bắt đầu vấn đề nó mới đổ vỡ ra, nó khổ lắm sau này. Và khổ cho cha mẹ của mình nữa, gia đình của mình nữa nha. Cho nên ở đây Đức Phật dạy thứ nhất là vấn đề niềm tin. Ở đây là cùng tôn giáo với nhau, cùng tin những điều cao đẹp với nhau, và cùng tin Tam Bảo với nhau, thì dễ đưa đến hạnh phúc. Thứ hai là đồng giới. Giới đây tức là gì quý vị? Giới là gì? Quý vị ở đây ai quy Tam Bảo rồi đưa tay thầy coi. Ai quy Tam Bảo rồi? Khu này quy Tam Bảo chưa? Đưa tay thầy coi. Rồi thầy sẽ cảm ơn quý vị. Xin chào những người Phật tử. Quý vị được gọi là Phật tử rồi đó. Phật tử là gì nè? Phật tử là gì? Phật tử là con Phật. Thầy có phải con Phật không? Thầy có phải Phật tử không? Cô kia có lắc đầu cũng không. Trời ơi, ý cô nói cô là con Phật, thầy không phải con Phật. Cô phân biệt đối xử với thầy. Quý vị là Phật tử, thầy cũng là Phật tử thôi. Phật tử là con Phật, mà thầy cũng là con Phật nha. Nhưng mà quý vị là Phật tử gì? Phật tử tại gia. Còn thầy là Phật tử gì? Xuất gia. Xuất gia là gì? Xuất gia là bỏ nhà đi tu. Nhưng mà thầy trốn gì á. Mà thầy cũng trốn thiệt. Xuất gia là nhà đó, xuất gia là ra khỏi nhà. Còn quý vị là ở trong nhà. Mà nói cho bình dân dễ hiểu nè, người xuất gia thầy khác quý vị là ở chỗ nào? Là hình tướng là đầu tròn, áo vuông. Thấy không? Đầu tròn, áo vuông. Thầy không có dùng lược. Quý vị còn dùng lược. Thấy không? Đầu tròn, áo vuông, quý vị còn ở nhà. Vậy thôi, chúng ta là Phật tử. Thì khi mà quý vị là người cư sĩ, thì quý vị có những cái giới của quý vị giữ. Thầy là người xuất gia, thầy có giới của người xuất gia. Cho nên cái giới này là gì? Là những điều đạo đức. Thấy không?
Ví dụ như quý vị, ngày quý vị quy y, ngày quý vị được đặt cái pháp danh, là ngày quý vị là làm con Phật. Và quý vị giữ năm điều gì? Năm điều đạo đức. Năm điều đạo đức hay được gọi là năm giới á. Năm điều đạo đức là gì? Còn nhớ không? Thứ nhất, không sát sanh. Thứ hai, trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, thứ năm, không uống rượu. Uống bia được không? Bữa đó thầy quý y xong, có mang thanh niên quý y. Nhớ thứ nhất, từ bỏ đời sống sát sanh, từ bỏ đời sống trộm cắp, từ bỏ đời sống tà hạnh, từ bỏ đời sống nói dối, từ bỏ đời sống không uống rượu. Trời, cái giới nào anh cũng giữ. Dạ con mô Phật giữ được. Dạ con mô Phật giữ được. Giới thứ năm anh giữ luôn. Cái nửa lát nữa xong quý y xong thì hỏi, ủa anh không có uống rượu? Anh nói đúng rồi, con giữ được giới thứ năm không uống rượu, con chỉ có uống bia thôi. Anh nói không, không phải vậy. Không, không uống rượu đây tức là không uống các chất gây say luôn nha. Mà nói đây sẵn phải phân tích cho quý vị hiểu nè. Nhiều người hiểu lầm à. Con còn uống bia, con dám quy y. Đừng, đừng có nghĩ như vậy. Quy y là quý vị xin được làm đệ tử Phật, đệ tử của ta bảo rồi. Còn năm giới đó quý vị giữ được giới nào? Quý vị giữ đạo đức mà. Không giữ được năm điều thì giữ bốn điều. Con xin giữ bốn điều. Điều thứ năm không uống rượu và các chất gây say con giữ. Những bốn điều thôi. Giữ tốt cho quý vị, giữ thôi đâu có sao. Giữ thì tốt cho mình ráng mình giữ. Còn mình giữ mà giữ không chọn á, mình muốn giữ lắm nhưng mà giữ không chọn, thì mình nói là con sẽ cố gắng. Thấy chưa? Chứ thầy hỏi là ai giữ được trọn năm giới? Giới thứ tư ai giữ được? Nói gì thì nghe coi, không nói dối. Ai giữ được hết không? Thầy cũng không giữ được. Thầy cũng không nói dối nữa. Thú tổ chức bình minh, ai giữ được hết năm giới đâu? Mà mình sẽ cố gắng hoàn thiện. Thì á, cái điều thứ hai Đức Phật nói là đồng giới ở đây. Nếu hai vợ chồng có cùng những điều đạo đức với nhau á, thì dễ có hạnh phúc ở đời này. Đối với người cư sĩ như quý Phật tử á, quý vị giữ năm giới hay là năm điều đạo đức, hoặc là cái ngày tu bát quan trai quý vị giữ tám giới, hoặc là quý vị có thể giữ được thập thiện giới, hoặc là quý vị có thể giữ Bồ Tát giới. Đó, người cư sĩ quý vị có thể giữ những cái giới đó, là năm giới, hoặc tám giới, hoặc là thập thiện giới, hoặc là Bồ Tát giới. Tùy khả năng quý vị giữ được giới nào, quý vị giữ, đó là những điều đạo đức. Giữ càng nhiều điều đạo đức thì cuộc sống của quý vị càng dễ có hạnh phúc. Bây giờ mình đặt ra câu hỏi, trong một gia đình người chồng rất đạo đức nhưng người vợ không đạo đức, sống có hạnh phúc không? Có một lần thầy giảng ở trên cái chùa đó xong, thầy đang giảng mà thầy thấy cái cô đó cũng khóc hoài. Biết cô buồn gì mà cô nghe thầy giảng mà cũng khóc hoài. Cô ngồi phía trước mặt thầy cũng khóc. Xong thầy giảng xong hôm đó cô tới gặp thầy. Cô kể là thầy biết không, con nghe các bài pháp của thầy con hiểu ra, con biết con người mình đau khổ do mình theo đuổi những thứ sai lầm, do mình tạo những cái ác nghiệp. Con biết cái duyên của con sao, con lấy một cái người chồng lúc đầu thì anh dễ thương lắm thầy, con biết lấy về thời gian sau anh dở chứng sao, thầy biết ảnh nó làm nhậu nhẹt bài bạc rồi đi với những người bên ngoài, rồi không chăm sóc cho vợ cho con. Mà thầy biết con nó là Phật tử, con là ăn chay. Ảnh á thì ảnh ăn mặn, thì con vẫn nấu đồ mặn cho ảnh ăn. Nhưng mà thầy biết là ảnh ăn cá là ảnh bắt con phải mua cá sống về ảnh mới chịu ăn, mua cá chết ảnh không ăn. Mà mua cá sống ảnh thì đâu có xuống nhà bếp đâu, ảnh phải bắt con làm. Con mà không làm á thì có chuyện lục đục xảy ra trong nhà, vợ chồng xích mích lục đục xảy ra. Mà con mà làm á thì con phạm vào cái tội sát sanh, cái giới sát sanh ấy nấy vô cùng. Một bên á là những cái điều đạo đức mình đã giữ, một bên là hạnh phúc của gia đình. Cũng giống như có lần có cái cô đó, cô hỏi
Thưa Thầy, con ăn chay trường mà con nấu cho gia đình với chồng con với con của con ăn là nấu mặn. Vậy con có nếm cái đồ ăn nó thử trước á, con có tội không? Quý vị có gặp trường hợp đó không? Ai có gặp trường hợp đó? Có không? Theo quý vị có tội không? Hả? Không có nếm luôn nè. Có tội không? Quý vị à, nếu mà thầy nói gặp trong cái trường hợp đó, nếu mà mình nếm một chút mà để cho gia đình hạnh phúc bình yên thì cứ nếm một chút đi, không sao nghe. Nói vậy thầy cũng nghĩ là khuyên quý vị ăn mặn, nhưng mà nếu vì một chút đó là ngay cái khó khăn đó mà quý vị tu được á, ngay cái đĩa thịt đó, ngay cái đĩa cá đó, ngay cái đồ mặn đó mà quý vị không thèm á, cái đó gọi là, mới gọi là giỏi chứ, phải không? Có nhiều người ăn chay đừng có đem cá đem thịt tôi ăn đâu, đừng có nhìn là tôi sợ rồi, tôi chạy rồi, tôi ăn chay trường, bữa nào ra ăn chay bò luôn. Ăn khắc khe quá, mệt quá, bò xong cái bữa nào cái ăn hết nổi cái ăn mặn lại, mình khắc khe quá. Nói vậy có nghĩa là đời sống của quý vị phải biết cân đo đong đếm, chịu có những cái thêm một chút, có những cái bớt một chút. Ví dụ như hôm nay nè, đáng lẽ là quý vị nghe pháp lúc 2 giờ, nhưng hôm nay quý vị nghe sớm nửa tiếng. Quý vị vì sao? Vì thầy xin thầy chủ trì là cho thầy giảng sớm nửa tiếng đi, để xong giảng xong thầy về liền với Củ Chi á, ở dưới đó thầy giảng dưới đó nữa không kịp giờ. Ở đây thầy xin cho thầy giảng sớm nửa tiếng, ở dưới kia thì thầy xin cho thầy giảng trễ nửa tiếng thì thầy giảng được 2 bài. Thì có những cái mình thêm một chút bớt chút. Đời tu của mình là vậy, có những cái mình khéo thêm, có những cái mình khéo bớt, là vậy thôi chứ không có gì khéo thêm khéo bớt. Chứ đừng có cái gì cũng nguyên tắc quá, đừng có cái gì cũng khắt khe quá, đừng có cái gì cũng rạch ròi quá. Có những cái không nên, có những cái là ở một cái chừng mực nào đó là tốt lắm rồi. Thì cái cô đó quý vị biết á, cô khóc cô kể với thầy, cứ mỗi lần mà anh ăn đồ ăn á, là anh bắt con á, là phải sát sanh đập đầu cá, mà con đập đầu không được thầy. Con càng nghe pháp thầy giảng xong con càng thấy tội, bây giờ con làm vậy thì lục đục gia đình. Cuối cùng quý vị biết cô phải làm sao? Đập đầu cá thì cô ta cũng đập, tại vì không đập là coi như là vợ chồng là chia tay luôn. Cô ta chấp nhận, cô ta đập đầu cá, nấu cá cho chồng ăn. Mà trước khi đập cô ta nói là: em cá ơi, chị rất thương em, đúng không? Em rất dễ thương nhưng chị rất tiếc chị không cứu được em. Thì cô ta mới trì câu thần chú vãng sanh. Trước đó thì trì câu thần chú thất Phật diệt tội chân ngôn li bà đế cầu hóa cầu hóa đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nề đế ma ha già đế dân lăng cả đế ta bà ha. Tức là chị cầu cho em bớt tội lỗi, diệt tội mà. Nhưng mà sau khi mà cầu xong rồi đó, bắt đầu cổ mới trì câu vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ ta dạ dạ Di Đà ta Di Đà Thế Di Đà Nam Thế Di Đà Căn Đề Di Đà Căn Đề Thế Di Đà Dạ Dạ Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Ha. Một dao là em ấy lên đường, thấy không? Đập một dao chết con cá. Con cá chết không? Chết. Chị có tội không? Có tội không? Không có tội hả? Không có tội gì. Trước khi đập đầu cá cứ niệm Phật là hết tội hả? Có tội. Nhưng mà sao? Tội nó nhẹ hơn. Nhẹ hơn thôi. Cho nên thầy muốn nói đây là có những chuyện á, tiếng thói lưỡng nan lắm quý vị. Tiếng không được, lùi không được, khắc nghiệt, khắc khe lắm, trái ngang lắm, éo le lắm, phủ vàng lắm. Có nhiều chuyện như vậy đó. Cho nên thầy nói là phải lựa chọn kỹ nha. Mấy anh mà nói anh thương em lắm, em làm vợ anh đi, thì quý vị phải lấy cái tình thương đó chia làm 10 phần, trừ đi 9 phần, còn 1 phần thôi. Ổng thương mình có 1 phần đó, thương nổi không? Thương nổi thì chấp nhận, còn không nổi thì sao? Chia tay nhau từ đây từ đầu luôn đi,
chứ không về á là bắt đầu sau này khổ. Thường là như vậy đó, ban đầu thương như vậy đó. Có nhiều người dễ thương lắm, không con lấy ảnh về rồi từ từ con chuyển. Bây giờ ổng thương chưa chuyển được nữa, chứ bữa nào quýnh cho mà chuyển không có đâu. Đa phần chứ không phải là tất cả, mình phải thấy vậy. Thì á, thì thấy có những cái trường hợp trái ngang như vậy. Có những người ở miền quê, thầy đi giảng, người ta hỏi thầy, con nghe thầy giảng không có nên sát sanh, nhưng mà con trồng lúa nè, con trồng cà phê, con trồng trà, con trồng hoa quả, con mà không xịt thuốc á thì mấy con sâu nó ăn hết trái cây của con, cho nên con mà xịt nó thì nó chết, mà con không xịt thì con chết, con chết đói. Nó ăn hết rồi con, mùa này con thức, mùa này con thức, mùa con chết đói, phải không? Vậy một là nó chết, hai là con chết. Mà con là Phật tử nữa thầy, con biết làm sao đó. Ở nên thà con biết thôi, biết em sợ tội lỗi lắm. Có một lần có cái cô đó kể thầy nghe, cô nghe pháp, cô nói là lúc trước con chẳng biết cái gì là tội lỗi, từ ngày nghe pháp thầy xong con mới biết sợ tội, thấy cái gì cũng tội tội cho con sợ. Cái xong cổ mới kể cho bạn của cổ nghe, cái bạn của cổ mới nói như thế này nè, chị lúc trước chị không có biết tội gì hết trơn hả? Đúng, từ ngày chị nghe pháp của thầy xong chị biết sợ tội không sợ. Thôi em không nghe đâu, mất công em nghe em sợ tội. Em nói vậy, không phải mình nghe mình sợ tội để làm gì, có những điều mình nên làm, có những điều mình không nên làm. Thì cái người đó nói bây giờ con phải xịt thuốc thì không xịt thuốc đấy, con xịt thuốc thì chết, không xịt nữa thì con chết. Cuối cùng á, người đó mới nghĩ là lấy cái bình nước á, bình thuốc mà trước khi xịt á, chị chú đại bi, chị chú bản xanh vô, rồi cũng xịt, rồi mấy em sâu, em kiến có chết không? Chết không? Cũng chết. Nhưng mà có tội không? Có luôn. Nhưng mà tội nó làm sao? Nhẹ hơn. Nhẹ hơn là ở chỗ nào? Ở cái chỗ là cái người đó không cố ý giết. Cuộc sống mưu sinh là nó vậy. Đôi lúc á, mình tạo những cái ác nghiệp để có đồng tiền. Đôi lúc mình khổ đau để có đồng tiền. Đôi lúc mình giành giật hơn thua, thay đổi lương tâm mình để có đồng tiền. Đôi lúc vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, cuộc sống mưu sinh miếng cơm manh áo mà mình thay đổi con người của mình đó quý vị. Cho nên á, nếu mà hai vợ chồng với nhau không có những điều đạo đức cùng nhau á, khổ lắm. Thầy hay nói vui vui, cô vợ thì làm tiến sĩ, anh chồng á thì làm tiến lên. Ừ. Ừ. Ở quýnh tiến lên suốt ngày, cô kia thì làm tiến sĩ đi dạy, họ sao hạnh phúc. Ông thì bài bạc suốt ngày tiến lên, quýnh bài tiến lên. Cô vợ thì làm tiến sĩ, hỏi sao? Có nhiều người không hợp quan điểm với nhau, anh chồng đi nhậu về, cô vợ giận quá, cô vợ nói á, từ nay trở đi á, anh có muốn thấy mặt tôi nữa không? Quý vị biết khi mà cổ vừa nói câu đó xong, ngày đầu cổ đâu có gặp ảnh đâu, một ngày trôi qua không gặp, ngày thứ hai trôi qua cổ cũng không gặp mặt chồng luôn, ngày thứ ba cổ mới gặp, gặp mờ mờ ha. Lúc này mắt bớt sưng rồi, nói câu là anh có muốn gặp mặt tôi đâu, quýnh cho hai phát bằng mắt luôn sưng lên, đâu thấy đâu. Đến ngày thứ ba mắt bớt sưng mới thấy, vì thấy chưa. Cho nên á, hai vợ chồng mà không có những điều đạo đức cùng với nhau khó sống với nhau lắm. Cho nên giữ được những điều cao đẹp cho nhau, đó là cái duyên để hai người có hạnh phúc bây giờ. Cái điều thứ ba, đồng tính, đồng giới rồi phải không? Bây giờ đến đồng thí. Đồng thí ở đây là gì? Thí ở đây là bố thí. Thí ở đây là giúp đỡ, là hỷ xả. Thí ở đây là biết thương yêu chúng sanh, giúp đỡ. Nói rộng ra là gì? Thí ở đây á là hai vợ chồng cùng biết làm phước, cùng biết tu tập, cùng biết cúng dường, cùng biết làm từ thiện, cùng biết làm công quả, cùng biết làm thiện nguyện, cùng biết giúp đỡ yêu thương những người khốn khó, những người cần giúp. Đó là đồng thí. Cũng câu chuyện này thầy cũng có nhớ, một lần thầy giảng ở một cái quận Tân Phú á. Thầy giảng xong bữa đó không biết thầy nhớ cái giảng cái bài gì, có cô vợ ra, cô hỏi thầy thế này nè. Dạ thưa thầy, con đi bố thí á, nhưng mà con giấu chồng con. Vậy con hỏi thầy á là con đi bố thí mà con giấu chồng con đi bố thí như vậy á, con có tội không? Theo quý vị có tội không? Quý vị thấy khổ chưa? Cái thầy mới hỏi cổ làm sao. Cổ mới kể là chồng con anh ích kỷ lắm thầy, ích kỷ lắm.
cái quan niệm của ảnh á, ai sống chết kệ, ảnh không có hại người ta được rồi, còn ai sống ai chết là chuyện của người đó, không có quan tâm. Mình không có hại người ta là được rồi, còn cái chuyện người ta sống người ta chết là chuyện của người ta, mình quan tâm làm gì? Có nhiều người lấy cái lý do như vậy này quý vị. Người đó nghèo, mình tới mình giúp cho người đó. Có người nói vậy nè: anh à, sao anh giúp cho người đó làm gì vậy? Sở dĩ người đó nghèo là vì cái nghiệp người đó nên người ta mới nghèo. Anh giúp vô như vậy là chẳng khác nào anh thay đổi cái nghiệp người ta hả? Không được đâu. Hiểu sai. Người ta nghèo mình gieo duyên với người ta để mình còn có thể có cái duyên để giúp người ta sau này. Cho nên đó, thầy mới nói với cái chị đó như thế này nè. Thầy nói là chị không làm cái điều gì sai cả, chị cũng phải là giấu chồng chị nữa, mà ở đây là chị khéo léo. Ví dụ như là chị âm thầm chị làm một cái điều sai á, thì không nói, ở đây chị đang làm một cái điều đúng. Nhưng mà vì chồng chị chưa hiểu, chứ bây giờ nếu mà chồng chị không hiểu như vậy, chị sống theo cái điều không hiểu theo chồng luôn, thì là hai vợ chồng sau này không có cơ hội để mà tốt lên. Cho nên thầy nói là chị không có dối chồng chị, không có làm gì sai hết, mà chị khéo thôi. Chị nói là con làm, con còn hồi hướng cho anh nữa kìa. Người thầy mới nói chị không có tội gì hết. Một câu chuyện nho nhỏ vậy thôi, mọi người thấy không? Hai vợ chồng, có những người chồng rất là thoáng, nhưng người vợ là rất là, thầy nói là kẹo kéo á. Mày biết ai kẹo kéo chưa? Kéo hoài nó mới ra được cục kẹo kéo. Kéo hoài mới ra được 5 ngàn. Cúng dường 5 ngàn, cúng vào cho Phật 5 ngàn. Phật nhớ phù hộ cho con nha. Cúng phải có điều kiện ấy. Cúng cái là có điều kiện. Thường thường mình vậy, nghĩ là vô chùa cúng cho Phật là phải có điều kiện. Cô đó lâu lâu cô đi chùa cô cúng, vì biết cô cúng mà. Cô viết cái danh sách dài đó, mà trong đó cô đặc biệt là cô cầu siêu cho chồng của cô. Khi cô cầu siêu cho chồng cô á, chồng cô có biết đâu. Khi mà quý thầy tụng kinh xong á, nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Quý thầy vừa đọc nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả, cô chạy lên con cho. Thầy ơi, thầy dừng lại, không được. Thầy không sao vậy? Thầy không có được hồi hướng về cho tất cả chúng sanh, thầy chỉ hồi hướng cái thời kinh này cho riêng chồng con thôi. Nghĩa là hồi hướng riêng cho chồng của cổ, chứ đừng có hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Vậy là thầy phải đọc nè: nguyện đem công đức này hồi hướng riêng cho chồng cô. Còn tất cả chúng sanh bị sao thì mặc kệ. Cũng giống như cái bà nó mới giận ông hàng xóm. Nó giận xong cái cuối cùng nó đi vô, nó bảo cúng dường cho tăng. Nó bảo cô cúng dường cái gì đó, cũng nhờ quý thầy cầu an. Cầu an gì đó xong đó, quý thầy là nguyện đem công đức này rồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Bao nhiêu chịu hướng về tất cả, nhưng mà phải sao? Phải trừ ông hàng xóm. Cho nên bữa đó quên nói thầy phải tụng vậy nè: nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh trừ cái ông hàng xóm đều chọn thành Phật đạo. Phải trừ cái ông hàng xóm, tại vì phải giận cái ông hàng xóm đó. Tụng kinh rồi đó nghe, hồi hướng về tất cả chúng sanh rồi, mà phải trừ cái ông hàng xóm ra, đều chọn thành Phật đạo đó. Thì cái chồng cổ mất, nghe câu chuyện này hấp dẫn. Cái chồng cổ mất xong, cái quý thầy hồi hướng xong, nguyện đem công đức này hồi hướng chúng sanh, không chịu hồi hướng cho chồng, cho chồng thôi. Thì thầy nói là nguyện đem công đức này hồi hướng cho chồng có đúng không? Đúng rồi. Mà cổ mới nói thêm nè: thầy nhớ hồi hướng cho chồng con lên bên đó được đẹp nè, được giàu nè, được đầy đủ phương tiện nè. Nó đòi vậy đó. Cho nên thầy nói vậy là hồi hướng cho chồng có vừa đẹp vừa giàu vừa đầy đủ phương tiện, đúng không? Nó dạ đúng. Bà suy nghĩ sao, bà ngồi xuống, bà không chịu, không chịu, không chịu. Thầy. Nhưng mà thầy nhớ hồi hướng cho chồng con đầy đủ đẹp trai đủ hết, nhưng mà nhớ nhắc ổng đừng có liếc cô nào nha. Thêm cái đó nữa. Trời ơi, là chúng thấy không? Hiểu sai hết. Cho nên đó, hai vợ chồng không có những điều đạo đức với nhau, quý vị thấy dễ sống. Mà cái này nha, cuộc sống của mình quý vị để ý vị sẽ thấy có nhiều cái duyên nghiệp trong đời mình lắm, có nhiều cái bẫy quý vị. Có nhiều lúc mình chạy xe trên cái đoạn đường,
có đường xa quá, tối á, mình không thấy đường á, mình lọt cái ổ gà, hay có khi mình lọt cái ổ voi luôn, phải không? Hoặc ví dụ như con nai, con heo trong rừng á, người ta làm cái bẫy, có thể người ta bẫy được nó. Con người mình cũng có bị những cái bẫy không? Có. Con người mình cũng có bị những cái bẫy đó, mà trong đó có một cái bẫy mà mình ít nhận ra nó. Đó là cái bẫy gì quý vị biết không? Cái bẫy nghiệp đó quý vị. Cái nghiệp chướng của mình nó tạo nên cho mình y như một cái bẫy gì đó mà mình không có đường nào thoát ra nếu mà mình không có tu, có học và không có phước báu để mình nhận ra được cái vấn đề. Thì nó đơn giản đó. Thường thường mà một người vợ lấy một người chồng, một người chồng lấy một người vợ, nếu người vợ, người chồng đó là một người không dễ thương, mà ít nhất trong mắt mình mà mình không thương người đó là mình không bao giờ mình lấy, đúng không? Thường thường mình lấy người đó phải có cái gì đó mình thương mình mới lấy. Chứ nếu mà ông quậy, ông phá, trong mắt mình ông không là gì hết, thấy cổ không là gì hết thì mình sẽ không lấy. Nhưng mà thường thường lấy nhau rồi á, lấy về rồi á, thì bắt đầu quý vị biết không, cái mặt nạ nó mới rớt xuống. Lúc đó là cái mặt nạ khác, lấy về rồi nó mới khác. Cái nghiệp nó che mình không thấy được. Có những người như vậy, ta đang nói về cái nghiệp nha. Có những người mình nhận thức sai, có những cái mình nhận thức lý trí của mình sai, nhưng có những cái là giống như cái nghiệp nó che mình không thấy. Lấy về rồi, không phải là ảnh như vậy đâu, không phải là cô đó như vậy đâu. Nhưng vì cái bảy nghiệp, giống như là cái mặt nạ nó rớt xuống mới thấy cái vấn đề. Mà khi thấy vấn đề giống như là ván đã đóng thuyền rồi, thì thấy chưa? Khổ có những cái điều như vậy nữa. Thế nên điều thứ ba Đức Phật dạy ở đây, hai người đồng những điều đạo đức với nhau mới dễ có hạnh phúc hiện tại. Thứ tư, đồng tuệ. Đồng tuệ ở đây á, tức là hai vợ chồng có cùng trí tuệ với nhau. Mà trí tuệ ở đây là gì? Là cả hai người hiểu luật nhân quả, thấy được thiện ác, thấy được nhân quả, thấy được bản chất cuộc đời. Và hai người hiểu được, nếu mà nói chuyên môn trong nhà Phật trước đó là thấy được khổ tập diệt đạo, thấy con đường, thấy được tứ diệu đế, bốn sự thật, và thấy được con đường để đến cái chỗ giải thoát giác ngộ. Cao hơn là thấy được chỗ giải thoát giác ngộ. Thì nếu mà hai vợ chồng có cùng những cái điểm này á, dễ có hạnh phúc lắm. Giống như bây giờ, người vợ hiểu luật nhân quả, làm một cái điều gì á, cũng coi có phước không, có tội không. Ông chồng mặc kệ. Hoặc có khi ông chồng làm cái điều gì cũng cố gắng bòn phước, cố gắng giúp đỡ, cố gắng yêu thương, làm được gì thì làm. Cô vợ mặc kệ. Vì thấy hai người không có cái cùng cái tuệ với nhau, không cùng hiểu biết với nhau, làm như vậy rất là khó, rất là khó để đến được với nhau. Cho nên nếu mà hai người có cùng được những điều này, đó là cái nhân để hạnh phúc bây giờ. Xin thưa quý Phật tử, vợ chồng đến với nhau, như Đức Phật nói trong một bài kinh á, Ngài nói như thế này nè. Trong những kiếp trước của Ngài á, khi mà Ngài chưa có tu thành Phật á, Ngài đã có nhiều kiếp Ngài và Gia Du Đà La đã từng là vợ chồng với nhau. Gia Du Đà La là ai? Là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Và sau đó Ngài xuất gia, Ngài thành Phật. Thì Ngài nói rằng khi mà Ngài chưa thành Phật ở những kiếp trước á, Ngài và Gia Du Đà La là đã từng nhiều kiếp là vợ chồng với nhau. Và như thế nào nữa? Là đã từng sống rất hạnh phúc với nhau, do những cái điều đồng tính, đồng thí, đồng giới, đồng nguyện này vậy. Mà hai vợ chồng càng ngày càng thăng tiến đến thời của Đức Phật của mình. Và Ngài, đó là kiếp cuối cùng đời sống gia đình của Ngài, rồi Ngài xuất gia thành Phật luôn. Rất là cao đẹp và rất là tuyệt vời, đúng không? Thì bốn cái điều này, là xin nhắc lại, bốn cái điều này là bốn điều để vợ chồng sống với nhau có hạnh phúc. Bây giờ quý vị xét lại đi, mấy cô về coi mình với chồng mình có được điều nào, mấy anh về coi mình với vợ mình có được điều nào. Có cùng niềm tin chưa? Có cùng đạo đức chưa? Có cùng hỷ xả từ bi rộng rãi, rộng lượng bao dung chưa? Đúng không? Thầy nói cái thứ ba là đồng thí, đó là cùng hỷ xả, cùng bao dung, cùng rộng lượng để giúp đỡ nhiều người chưa? Cái thứ tư là cùng đồng tuệ với nhau chưa? Nếu có rồi thì đó là cái nhân để hạnh phúc ở đời này. Và gì? Và đó cũng là cái nhân duyên để gặp lại người đó ở kiếp sau. Vậy thì từ nay trở đi, mình muốn gặp lại một người ở kiếp sau, quý vị đã biết chưa? Đó là đồng tính, đồng thí, đồng giới và đồng tuệ. Tuy nhiên á,
Thầy xin nhắc lại một điểm này rồi mình nghĩ. Có khi hai người đến với nhau là nhân duyên, nhưng có khi hai người đến với nhau là gì? Là do cái duyên từ đời này thôi, nghe không? Nhưng mà đừng có đổ lỗi là cái gì cũng do nghiệp hết nha. Đừng có nghe cái câu là con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp trước. Thì con mình là nợ hả? Sao mình sinh con là cái gì? Vợ là oan gia chứ mình lấy vợ là cái gì? Làm gì, đúng không? Cái câu này nó có cái ý là hơi gọi là khinh thường người nữ, và muốn nói người vợ và người con là nợ, là oan gia. Cái này á, vì phải hiểu như thế này nè. Con là nợ, ở đây mình biết là có những đứa con nó đến nó báo hiếu, nhưng cũng có những đứa con nó đến nó đòi nợ thật. Nhưng mà quan trọng ở cái chỗ là hai vợ chồng sống như thế nào. Vợ mình sao là oan gia của mình được, chồng mình sao là oan gia của mình được. Nếu là oan gia hay không á, là cách sống của hai vợ chồng. Cho nên thầy nói là 90% hạnh phúc trong đời này á, là do cách hành xử của hai người, chứ không phải là do đổ thừa do nghiệp. Tôi lấy bà về á, tôi thấy bà lúc nào á cũng là ích kỷ, cũng nhỏ nhen, cũng giữ như sư tử Hà Đông vậy. Cô vợ nói nghiệp của tôi như vậy á. Không phải, tôi thấy ông lúc nào á cũng nhậu nhẹt, cũng bê tha, cũng bài bạc, không lo cho vợ cho con. Ông chồng nói nghiệp của tôi như vậy á. Không phải nghe, là cái cách hành xử của mình, 90% là cách hành xử của mình, một mức tương đối nào đó. Cho nên qua cái bài này, thầy mong rằng ứng dụng rộng ra về các mối quan hệ thầy trò, bạn bè, anh em và các mối quan hệ rộng lớn trong xã hội. Nếu thật sự đến với nhau mà có những cái bốn cái điều này, rất là dễ sống, có hạnh phúc, ở thương nhau, hài lòng nhau, bình yên nhau ở trong hiện tại, và cũng là cái duyên để gặp nhau ở kiếp sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng con toàn thể nam nữ Phật tử nghe được những lời pháp âm và những mối tương quan tương duyên trong cuộc sống này. Chúng con không biết nói gì hơn, một lần nữa chúng con xin được tri ân đại đức giảng sư lần thứ ba đã quan tâm thương tưởng toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử tại chùa Minh Hiệp, và đã thăng lâm về đây để bố thí pháp thoại. Giờ này chúng con xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho đại đức giảng sư thân tâm thường an lạc, đạo thọ viên trường để tiếp tục sự nghiệp phật pháp của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh đại đức giảng sư. Xin mời toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng ta đồng khởi thân trang nghiêm để hồi hướng thời pháp thoại. Chúng con xin cung thỉnh đại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đề và chúng sanh đều tròn thanh văn. Đấng Thế Tôn, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Kính lại Đấng Thiên Nhân Sư, đại từ bi trí dung, nhân gian pháp giới hòa bình, đất trời yêu thương. Con quy kính dân lên Đấng Pháp dân vô thường, ơn quà với định tuệ sáng ngời bát chánh đạo. Con thành kính chấp tay sen, một lòng son tinh tấn, chánh pháp Phật Di Đà, tâm từ hạnh phúc.
phục quần